trời bắt đầu nắng, trái cá đang ngủ trong nách của em. Dạ. Còn mấy anh em thì đang thu ngao lại để cho cá vô lưới. Hành động này mất 15-20 phút ha em. Có chiếc đuôi cá này mà che nắng rất là tốt nha quý vị. Nghe em nói nó cũng cà khịa. Ngủ thì nghe nói cà khịa nữa.